Hôm nay trên Vũ Audio chúng em lại xin giới thiệu với toàn thể các bác và anh em những cái cặp loa JBL mã là KB4012 các bác nhé. Thì những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc đó, em cũng xin phép là giới thiệu luôn cho các bác như vậy. Và đây là những đôi loa demo bên em đó, và những cái sản phẩm nhập khẩu mới nguyên thùng thì vẫn còn trong kho rất là nhiều. Tuy nhiên thì mỗi lần chúng em làm video thì cũng hoặc là chúng em trưng bày thì sẽ trưng bày những cái một đôi đó, trưng bày một đôi như vậy đó. Thì những cái sản phẩm trưng bày thì để lâu thì chắc chắn nó sẽ bị bám bụi, nó bẩn đúng không ạ? Đó thì cái này thì chúng ta không quan trọng. Nếu như các bác có nhu cầu thì để lại bên dưới hoặc là lấy chốt đôi loa của chúng em, thì chúng em sẽ gửi cho các bác những cái đôi loa nguyên thùng nguyên hộp các bác nhá. Thì những cái dòng JBL đã có mặt từ ở Việt Nam của chúng ta khá là lâu rồi đúng không ạ? Và nói về âm thanh thì nói về JBL thì hầu như là không ai là không biết, ai cũng biết hết rồi, quá là nổi tiếng ở Việt Nam phải không ạ? Thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là về tầm giá, cả hai cái nó đều đạt được cái tiêu chí cho người dân Việt Nam chúng ta nói riêng đúng không ạ? Thì với cái thiết kế từ trước đến nay đó, thì những cái dòng JBL KB4012 nó đều là sơn sần màu đen, sơn sần màu đen, mặt ê căng kim loại và có một lớp lưới chống bụi bẩn bên trong. Và logo JBL thì luôn luôn của những dòng KB4012 luôn luôn là nằm ở giữa vị trí trung tâm đó. Còn các cái dòng 6012 thì nó sẽ ở dưới đó, 4012 thì thường nó sẽ ở giữa. Và đây chúng ta sẽ quay này. Em sẽ quay chiếc loa này ra để phía sau để cho toàn thể các bác và anh em cùng xem. Đây, đây quay chiếc này. Đó, quay chiếc này. Chiếc đó nó hơi bụi. Đây. Rồi. Đây các bác nhé. Các bác có thể thấy là đây là chúng ta có hai nổ thông hơi. Đó, hai nổ thông hơi này. Đó. Và dưới này thì chúng ta có tem của JBL KB4012 này. Đó. Nó thuộc dòng KB4000 các bác nhá. Nó thuộc dòng KB4000. Đó. Xuất xứ ở đây cũng ghi rõ luôn này. Made in China này. Đó. Những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm được bán nội địa Trung Quốc các bác nhá. Nhưng tuy nhiên thì người Việt Nam chúng ta hoặc là các đại lý, các đơn vị nhập từ bên kia về thì cũng có đặt các cái mã như thế này. Đó, có đặt các cái mã này. Thế là chúng ta đã nhập được về. Và đây là dựa theo tiêu chuẩn của USA nhé các bác nhá. Đó. Thì là thiết kế dựa theo tiêu chuẩn của USA, nhưng để mà cái tầm giá, đó, tầm giá thì em thấy là đôi này cực kỳ chất và bên em đang bán chỉ có 7.500.000 thôi. 7.500.000 một cặp. Đó. Con này tiếng rất là hay. Đó. Và bây giờ thì chúng em xin phép sẽ tháo ra để cho các bác xem. Thứ nhất là bát, côn từ, rồi phân tần bên trong của em nó. Rồi các bác có thể thấy những cái sản phẩm demo bên em này để lâu ngày này. Đó.
rất là bụi và bẩn đúng không ạ? Chỉ là mạng nhện ra rất là nhiều. Nhện ra rất là nhiều. Tuy nhiên các bác nhìn cái mặt bát của nó này. Màu sáng phủ, sáng đẹp. Con này của nó là gân vảy các bác nhé. Gân vảy là gồm 3 rãnh. Gân vảy 3 rãnh. Rất là đẹp. Các bác nhìn từ cái lớp keo dán người ta thì làm rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, gân vảy. Tiếng rất là hay, con này tiếng rất là hay. Và bây giờ thì em sẽ tháo nốt cái bát này ra. Vâng, cũng đã tháo ra cho bác rồi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là xem bên trong nó như thế nào. Đây là chúng ta để mô lâu ngày các bác. Dỉ rồi. Các bác có thể thấy này. Nó sạch chứ. Các bác nhìn chất của nó rất là gấu luôn ạ. Đó. Con này là xương của nó là xương gan nhé, xương gan luôn ạ, nhìn rất chất luôn ạ, cực kỳ chất. Đó. Từ con này là từ 180. Đó. Em xem côn này, côn của nó là côn 61 các bác nhé. Đó, từ 180 côn 61 này, thấy nữa này, rất là gấu, con này 8 ôm. Đó. Hàng dựa theo tiêu chuẩn của California USA JBL. Còn đây là mã seri. Đó, mã này là mã seri của củ bát nha các bác nhé. Hàng thực chất. Đó. Còn nếu như các bác mà không có điều kiện á, mua những cái hàng mới thì các bác có thể mua hàng demo bên em. Đó, hàng demo bên em chỉ bán cho các bác chỉ có 5 triệu thôi. Còn hàng mới đó là 7.500.000 nhé. Còn đây là cam kết với các bác là hàng demo. Đó, chưa qua sửa chữa. Đó, chúng em chỉ làm demo thôi. Em bỏ cái củ kèn ra cho anh xem. Rất chất luôn ạ. Kèn nhìn rất chất luôn nha các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Hàng cực đẹp luôn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá phân tần bên trong. Em bỏ cái bát này ra. Rồi. Hôm nay chúng em nằm ngoài rời nên là cái ánh sáng nó đủ cho các bác có thể nhìn thấy phân tần bên trong, nhìn rất là đẹp đúng không ạ, cực đẹp luôn. Đó, con này nó có hai chở sứ, một cả hai chở sứ lớn và hai chở sứ nhỏ này. Thì đây là nó có chở sứ cho củ bát và củ chép nha các bác nhé. Đó, nó sẽ chia ra làm hai. Đó, đây là đèn này các bác này, đèn chống cháy này, đèn chống cháy này hay bọn em còn gọi là cầu chì. Đó, rất đẹp, hàng thực chất luôn ạ. Dây đây là dây từ thân tần ra tới củ bát, rất đẹp phải không ạ, cực kỳ đẹp, nhìn rất là yêu. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test qua cái chất âm các bác nhé, test qua chất âm của đôi JBL 4012 này. Vâng, thưa toàn thể các bác, thì bây giờ em xin phép đó là sẽ hát một bài karaoke ngoài trời, nhất để xem là chúng ta hát với đôi 30 này, bát 30 này thì nó chất âm nó có đầy hay không. Đó, thứ hai là xem cái chất âm tiếng khi chúng ta hát nó có thoát hay không như các bác nhé. Đó, và bây giờ thì em xin phép để... anh phải mạnh mẽ để cầu chúc em được hạnh phúc, vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà. Vì sao em lại thay đổi chốn tranh tình yêu không nói một lời? Trả lời anh đi, làm ơn hay để anh biết sự thật. Đừng bỏ mặc anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng, đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh.
ra vơ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay đi. Đừng để anh phúc đi qua xa rơi hãng thêm nữa. Đừng làm anh phải đau nữa, đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác. Đâu sẽ tìm được một người hy sinh tất cả vì em. Người yêu ơi em đang nơi đâu, hãy quay về đi. Đừng bỏ mặc anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng. Đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Đừng cố ra vơ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay đi. Đừng để anh phúc đi qua xa rơi hẳn thêm nữa. Đừng làm anh phải đau nữa, đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác. Đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em.